Esri là tên của một phương pháp giáo dục đã được hàng chục nghìn trường học ở Mỹ, Canada, Ấn Độ hay rất nhiều quốc gia khác áp dụng thành công trong suốt hơn 100 năm qua. Thậm chí các nhà giáo dục của Mỹ còn cho rằng khi nói đến vấn đề giáo dục trẻ em ở giai đoạn trước khi đi học, không thể không nhắc đến phương pháp Montessori, nhất là trộn lẫn lứa tuổi. Ở giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi, lớp học Montessori được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là từ 0 đến 3 tuổi và nhóm thứ hai là từ 3 đến 6 tuổi. Trong mỗi lớp học đều có nhiều trẻ với độ tuổi khác nhau sinh hoạt và học tập ở trong cùng một môi trường. Thứ hai, giáo cụ trực quan. Với phương pháp Montessori, mỗi một bài học trẻ sẽ được thực hiện với giáo cụ riêng nhằm mục đích giúp trẻ phát triển tối đa. Đặc biệt, giáo cụ còn có khả năng kiểm soát lỗi. Tiếp theo, môi trường lớp học thân thiện và đầy đủ. Môi trường thân thiện và đầy đủ phải gần gũi và tiện nghi, giúp trẻ giải quyết được hết tất cả những nhu cầu phát triển mọi mặt của bản thân trong một bầu không khí yên bình và hứng khởi, trật tự, sạch sẽ, ngăn nắp. Đây là đặc trưng dễ nhận thấy nhất của lớp học Montessori so với tất cả các lớp học thông thường khác. Bởi thông qua đó, trẻ sẽ hoạt động một cách chủ động, biết chăm sóc môi trường lớp học, chăm sóc bản thân, v.v.